này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do địa giới nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của địa giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa địa giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của địa giới nên do như lai xanh vì chẳng do thủy hỏa phong không thức giới nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của thủy hỏa phong không thức giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do vô minh nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của vô minh nên do như lai xanh vì chẳng lìa vô minh nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của vô minh nên do như lai xanh vì chẳng do hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên do như lai sanh vì chẳng do chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do như lai sanh vì chẳng lìa hành cho đến lão tử nên do như lai sanh vì chẳng lìa chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do như lai sanh này các thiên tử, nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do ngã nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của ngã nên do như lai xanh, vì chẳng lìa ngã nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của ngã nên do như lai xanh, vì chẳng do hữu tình, dòng xanh mạng, khả năng xanh khỏi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý xanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng thọ quả báo cái biết cái thấy nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của hữu tình cho đến chân như của cái biết cái thấy nên do như lai xanh vì chẳng lìa hữu tình cho đến cái thấy nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của hữu tình cho đến chân như của cái biết cái thấy nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do bố thí ba la mật đa nên do như lai xanh chẳng do chân như của bố thí ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng lìa bố thí ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của bố thí ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng do tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng lìa tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do pháp không nội nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của pháp không nội nên do như lai xanh vì chẳng lìa Pháp không nội nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của Pháp không nội nên do như lai xanh, vì chẳng do Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp pháp không không tánh tự tánh nên do như lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do như lai sanh. Vì chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên do như lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do như lai sanh.